Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Tatarstan trong chuyến thăm Liên bang Nga. Đoàn bác sĩ Việt Nam gồm 30 thành viên khám bệnh từ thiện cho kiều bào và người dân Campuchia ở tỉnh Kampong Chanam. Hàng trăm sinh viên Việt Nam ưu tú đang học tập tại thủ đô Moscow và các vùng lân cận tham dự cuộc thi Đường đến nước Nga. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều tối ngày 8 tháng 12 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm nhà hữu nghị các dân tộc Tatarstan, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga. Cùng tham dự có Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Tatarstan Farid Khairunlovich Mukhametsin, cộng đồng người Việt tại thành phố Kazan hiện có khoảng 1.000 người. Hội người Việt Nam đoàn kết được thành lập từ tháng 4 năm 2002. Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy kiều bào ta tại Tatarstan có cuộc sống ngày càng ổn định và hòa nhập tốt với xã hội sở tại, đồng thời mong muốn bà con tiếp tục là những hạt nhân tích cực để vun đắp mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam, Tatarstan ngày càng phát triển tốt đẹp và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Chủ tịch Quốc hội cho biết khi đoàn về nước sẽ đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung duy trì công tác dạy tiếng Việt cho con em mình tốt hơn nữa. Ngày 8 tháng 12 tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Kỳ Kẹo Khải Kham Phị Thun đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam do ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Kỳ Kẹo Khải Kham Phị Thun khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa hai hãng thông tấn cũng như việc Thông tấn xã Việt Nam hỗ trợ Thông tấn xã Phathet Lào KPL đào tạo nguồn nhân lực là điều hết sức quan trọng trong nâng cao chất lượng thông tin ở Lào. Bộ trưởng mong muốn Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm hay, hiệu quả trong công tác thông tin cho KPL, đề nghị hai bên chú trọng hợp tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên của KPL, góp phần đảm nhiệm tốt nhiệm vụ mà hai đảng, hai nhà nước giao phó. Về phần mình, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết, ngoài việc hợp tác chặt chẽ với Thông tấn xã Phathet Lào KPL trong lĩnh vực tuyên truyền, quảng bá thông tin về quan hệ đặc biệt của hai nước, Thông tấn xã Việt Nam cũng luôn luôn hỗ trợ KPL trong lĩnh vực kỹ thuật, thiết bị, đặc biệt là trong đào tạo nguồn nhân lực. Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, đoàn đại biểu hai hãng thông tấn đã có cuộc hội đàm tổng kết việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan năm 2019. Thảo luận phương hướng hoạt động và hợp tác năm 2020 theo tinh thần của thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016-2020 giữa Thông tấn xã Phathet Lào KLP và Thông tấn xã Việt Nam. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12, đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Nguyễn Trãi Thành phố Hồ Chí Minh, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh phối hợp với Hội người Khmer gốc Việt tỉnh Kampong Chanam đã tổ chức khám, mổ mắt, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho gần 500 người kiều bào và người dân Campuchia nghèo tại tỉnh Kampong Chanam. Đoàn thầy thuốc thiện nguyện Việt Nam gần 30 thành viên, gồm 15 bác sĩ của Bệnh viện Nguyễn Trãi Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà hảo tâm và thành viên của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh, cùng nhiều trang thiết bị hiện đại đã đến huyện Poripo nằm trong khu vực biển hồ Tonle Sap và huyện Kampong Cholak, tỉnh Kampong Chanang, Campuchia. Trong thời gian 3 ngày tại đất nước Campuchia, đoàn y bác sĩ của Việt Nam đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khám, mổ mắt, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho gần 500 người là bà con kiều bào và người dân Campuchia nghèo. Đây là hoạt động thiện nguyện hàng năm của đoàn y bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Trãi thành phố Hồ Chí Minh cùng Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh, nhằm chung tay tiếp sức với các địa phương và chính quyền Campuchia chăm sóc sức khỏe cho bà con kiều bào và người dân nghèo ở đất nước Chùa Tháp. Đường đến nước Nga, một cuộc thi sôi nổi của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga vừa diễn ra ở thủ đô Moscow vào ngày 8 tháng 12. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa do Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga tổ chức nằm trong khuôn khổ năm chéo Việt-Nga. Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8 và 70 năm truyền thống Hội Sinh viên Việt Nam.
Đường đến nước Nga đã thu hút hàng trăm sinh viên Việt Nam ưu tú đang học tập tại hàng chục trường đại học trên khắp thủ đô Moscow và vùng phụ cận. Với 3 phần thi chính, khởi động, tăng tốc và về đích, các bạn trẻ không chỉ thể hiện sự hiểu biết của mình ở nhiều lĩnh vực, kiến thức về đoàn thanh niên, kỹ năng sống, các kiến thức về văn hóa xã hội mà còn thể hiện cả khả năng phối hợp xử lý các tình huống, sự sáng tạo của sinh viên ở các phần thi cá nhân và tập thể. Đây là năm đầu tiên mà bọn em tham gia cái chương trình này. Đây là bọn em cảm thấy rất là hào hứng và rất là hứng thú và rất là mong muốn là mình mang lại được cái phần thưởng và tạo được ấn tượng tốt đối với lại các bạn ở đây. Thấy rất là có nhiều kiến thức, có thể học hỏi, biết nhiều hơn về truyền thống của nước Nga. Có một sân chơi bổ ích như vậy thì em thấy rất là vui. Với mục tiêu đổi mới các hoạt động của Ban Cán sự đoàn tại Nga, cuộc thi Đường tới nước Nga đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, khuyến khích các phong trào học tập trong sinh viên, phát huy tài năng, trí tuệ của tuổi trẻ, giúp đoàn viên thanh niên Việt Nam tại Nga phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Cuộc thi này làm cho kích thích các bạn sinh viên ham học hỏi, ham học tập và kích thích các bạn tìm hiểu thêm về đất nước Nga, con người Nga, văn hóa Nga và cuộc sống của nước Nga và làm cho các bạn thêm yêu nước Nga hơn. Sau hơn 4 giờ tranh tài sôi nổi, với sự cổ vũ nhiệt tình của hơn 500 các bạn trẻ Việt Nam, cuộc thi Đường đến nước Nga đã chọn ra những tập thể và cá nhân xuất sắc nhất, trong đó giải giới thiệu ấn tượng nhất thuộc về Chi đoàn Đại học Vô tuyến Điện tử Ryazan và giải cụm thi xuất sắc nhất thuộc về cụm Chi đoàn 1 Moscow. Vừa qua tại thủ đô London, Vương quốc Anh đã diễn ra chương trình gala trao giải Outstanding Kids Award Ceremony lần thứ nhất. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh các nghệ sĩ tài năng nhí xuất sắc nhất trong lĩnh vực thời trang và biểu diễn tại Anh năm 2019. 3 đại diện của Việt Nam tới từ nhóm ươm mầm tài năng Việt Kids UK đã đạt được giải thưởng nghệ sĩ nhí tỏa sáng nhất của năm và giải thưởng người mẹ của năm. Emily Nguyễn 13 tuổi và Anna Hoàng 10 tuổi là hai gương mặt tài năng đã được trao giải nghệ sĩ nhí tỏa sáng nhất của năm. Chị Hà Hoàng, người đồng hành cùng hai tài năng nhí được trao giải người mẹ của năm. Giải thưởng nghệ sĩ nhí tỏa sáng nhất năm 2019 mà Emily và Anna nhận được là phần thưởng cho những nỗ lực của hai em nhằm quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam thông qua việc thiết kế, trình diễn áo dài và ca hát âm nhạc Việt Nam suốt thời gian qua tại Anh. Con quyết định thiết kế áo dài bởi vì bố mẹ con là người Việt Nam, nhưng chúng con sinh ra tại Anh. Chúng con lúc nào cũng nhớ về cội nguồn dân tộc và mong muốn quảng bá hình ảnh dân tộc tới bạn bè quốc tế thông qua chiếc áo dài thanh lịch và sang trọng. Chúng con muốn bạn bè thế giới mặc chiếc áo dài truyền thống Việt Nam và biết về vẻ đẹp của áo dài cũng như hình ảnh của con người Việt Nam. Trong 2 năm qua, hai cô bé Emily Nguyễn và Anna Hoàng đã giới thiệu 3 bộ sưu tập áo dài truyền thống và hiện đại tới giới thời trang tại Anh. Cả 3 bộ sưu tập Love áo dài, All My Love, Những sắc màu đáng yêu đều nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn, bao gồm các giám đốc chương trình, nhà thiết kế, người mẫu nhí và sự yêu thích của khán giả quốc tế. Tôi chọn Emily và Anna là nghệ sĩ nhí tỏa sáng nhất của năm bởi sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Hai cô bé đã sáng tạo cho áo dài truyền thống rất đẹp và tôi rất thích thương hiệu áo dài Love Collection. Trong đêm gala trao giải, thông qua bài hát Em trong mắt tôi bằng 2 ngôn ngữ Việt, Anh kết hợp trình diễn áo dài truyền thống của Việt Nam, hai nghệ sĩ nhí của Việt Nam đã để lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho những khán giả có mặt tại chương trình cũng như người dân Anh. Với tình yêu đặc biệt dành cho quê hương nguồn cội của mình, hai nghệ sĩ nhí Việt Nam đã góp phần không nhỏ trong việc quảng bá hình ảnh, văn hóa truyền thống của dân tộc Việt đến bạn bè quốc tế. Đây là những hạt nhân quan trọng giúp bạn bè quốc tế thêm hiểu và yêu văn hóa Việt Nam. Trung tâm Nhân đạo Quê hương, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa được tổ chức kỷ lục gia Việt Nam, xác lập kỷ lục Việt Nam và kỷ niệm 18 năm vì trẻ em mồ côi khuyết tật tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Với hành trình hoạt động nhân đạo này đã có hàng ngàn cảnh đời mồ côi, bất hạnh đã được cưu mang, nuôi nấng. Nhiều em đã hòa nhập tốt vào cộng đồng, giúp các em vơi đi mặc cảm số phận và giảm phần gánh nặng cho xã hội. Tại chương trình, tổ chức kỷ lục gia Việt Nam đã trao tặng bằng xác nhận kỷ lục cho Trung tâm Nhân đạo Quê hương tỉnh Bình Dương, là đơn vị tổ chức lễ cưới tập thể cho nhiều cặp đôi khuyết tật nhất Việt Nam, gồm 100 cặp. Đặc biệt, bà Huỳnh Tiểu Hương, người sáng lập trung tâm, đặt kỷ lục người phụ nữ đông con nhất Việt Nam,
với hộ khẩu nhiều nhân khẩu nhất và đặt kỷ lục ra ý chí nghị lực. 18 năm qua, Trung tâm Nhân đạo quê hương đã nuôi dưỡng và tạo việc làm cho gần 5.000 trẻ kém may mắn. Hiện Trung tâm đang nuôi dạy nội trú gần 350 cháu từ trẻ sơ sinh đến trưởng thành, trong đó có 30% là trẻ khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam, và 70% em là trẻ mồ côi, sơ sinh bị bỏ rơi. Cũng nhân dịp này, Trung tâm đã tặng 2.000 phần quà, 50 suất học bổng cho các em học sinh sinh viên nghèo, hiếu học. Mới đây, tuyến tàu cao tốc Cần Thơ - Côn Đảo đã khai trương. Tàu sẽ chính thức vận hành vào ngày 11 tháng 12 tới. Đây là thông tin vui đối với những du khách yêu thích du lịch về nguồn Côn Đảo, nhất là người dân miền Bắc. Du khách có thể đến thành phố Cần Thơ, sau đó nối tuyến đến vùng đất văn hóa lịch sử tâm linh Côn Đảo một cách thuận lợi. Theo kế hoạch, tuyến tàu khách nối Cần Thơ với Côn Đảo sẽ sử dụng tàu hai thân hiện đại nhất Việt Nam. Tàu có sức chứa 600 khách, được thiết kế hiện đại theo chuẩn châu Âu. Du khách có thể chọn ghế thương gia hay ngắm vẻ đẹp thơ mộng của biển cả trên bon với những trải nghiệm lý thú. Đối với những người dân Hà Nội như chúng mình thì mình có thể bay máy bay từ Hà Nội đi vào Cần Thơ, sau đó mình sẽ bắt tiếp tàu từ Cần Thơ đi Côn Đảo với cái thời lượng khoảng hơn 3 giờ đồng hồ và cái mấy mức giá rất là hợp lý, khoảng hơn 1 triệu đồng khứ hồi. Mình đã từng trải nghiệm cái tàu từ Vũng Tàu đi Côn Đảo rồi và mình cảm thấy rất là an toàn. Trong thời gian vừa qua thì tôi đánh giá như thế này là các cái chuyến bay mà Cần Thơ, Côn Đảo gần như là cháy vé, phải đặt vé trước cả tháng, có khi là không có vé. Đấy, cho nên việc mà ra một số cái tàu để đi Cần Thơ, Côn Đảo thì để nhằm đáp ứng cái nhu cầu của khách du lịch, tôi cho là rất là tốt. Những năm qua, Côn Đảo luôn là địa điểm du lịch về nguồn hấp dẫn hàng đầu tại Việt Nam. Tuy nhiên, các phương tiện vận chuyển du khách ra đảo chưa đáp ứng đủ nhu cầu đang tăng lên nhanh chóng. Vì vậy, mở mới tuyến tàu biển kết nối với Côn Đảo là thêm cơ hội để nhân dân cả nước đến thăm những địa danh lịch sử nổi tiếng dễ dàng hơn. Dâng một cái nén hương để nhớ đến những công lao của cô cũng như các anh hùng chiến sĩ tại nghĩa trang Rừng Dương. Đây là một cái niềm hạnh phúc mà mình rất cảm thấy tự hào. Một cái nơi như vậy thì tôi nghĩ cần mở thêm nhiều cái du lịch và đưa các bạn trẻ học sinh đó thì đưa đến đó, họ học lịch sử sẽ rất là nhanh hơn và có những cái nhìn trực quan hơn. Kết nối Côn Đảo từ Cần Thơ còn mang lại nhiều lợi thế cho ngành du lịch miền Tây. Khách tham quan có thể khám phá cảnh sắc tại đồng bằng sông Cửu Long hoặc nối chuyến bay về miền Trung, miền Bắc một cách thuận lợi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt 4 phương của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem lại các chương trình của Ban Chính đối ngoại, xin mời quý vị truy cập vào địa chỉ website vtv4.vtv.vn hoặc trên ứng dụng VTV Go. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.